Con đúng rồi đấy, nó từ đó con đi với một tí ấy mà mẹ có thể xúc tết được á, lọc quá chịu quá chị. Đi vô đây đi luôn, nó trú luôn, dường như người ta đi nữa. Thank you.
Nó nhả ra, nó bập lên như kìm thép, thì là bập vào cáp, còn vào cuộn tan kia nó vào đường rãnh, nó ép cái lò xo bay xuống, không quẳng xuống, thì nó nhả cái cáp ra, lấy cáp đi tiếp. Thì cái mặt chị chụp thiên tất nhiên đạt rồi, nhưng mà hẳn có cạnh đó. Cạnh đồ chi mua rồi. Em chụp cái chị bị bệnh tử. Trừ tiên còn chụp anh lắm, ngậm cái khung thôi ta nè. Đấy, ngậm cái khung hình con sạm về nữ ta rồi, mình tịch mua tụp không thôi. Đó, giờ mấy nhưng mà giờ mà nó đừng mua chụp kháng, nó tỉ những cái hình xấu á, mệt. Nhưng mà chị Hằng chụp người đẹp thì cãi mà không trả cái mặt nữa. Quan trọng là có cái cảm ý chứ. Còn chị Hằng đẹp phủi nữa. Mở ra cái tận này là chụp cái bà quá nè. Chụp mặt không ở đây ừ. Chụp cái mặt không nữa. Từ sữa cái này nó quay luôn. Đây là cái vấu vào cái lò xo, nó bật cả hai cái đấy bật xuống. Còn ra cái đằng kia nó bật bực phát ra, cái đầu kia nó nhảy ra nó kẹp luôn. Đây nó bật ngay từ ở dưới, được vào thì nó nhảy, dưới được vào thì nó ngả luôn này. Quay bố trí riêng theo đường cáp. Tốc độ 7 m/s, công suất 4.000 khách, 47 cabin, sản xuất 20.